Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ review cho anh em một cái app mà nó mới ra được khoảng vài ngày thôi. Đấy, vài ngày trở lại đây thôi. Mà min rút của nó là khá cao nha anh em. Đấy, min rút của nó này, rút Paypal này 50 đô. Đấy, thấy chưa? Về anh em cũng có thể rút về ví Momo luôn. Đấy, là 500k. Thì nếu mà rút về ví Momo này thì là app của Việt Nam rồi anh em. Đấy, và anh em cũng có thể đổi thẻ cào là 500k này. Đấy, thông thường anh em gặp những cái app mà nó min rút cao như thế này thì anh em sẽ nghĩ nó là scam. Và phần lớn là những cái app mà min rút nó cao á, thì anh em kiếm nó cũng ít. Thì cái app này kiếm được rất là nhiều tiền luôn anh em. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào coi app nhé. Đây là sau khi anh em tải app về. Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em tải về và mở app lên. Đấy, đầu tiên chúng ta nhìn cái giao diện của nó này, giao diện chính này. Đó, đầu tiên là tiện ích và network, chúng ta có cái phần điểm nhanh. Đó, hàng ngày chúng ta sẽ điểm nhanh là 125 coin chúng ta nhận. Đó, 125 coin này tương đương hình như là 5.000 hay sao đó, lát chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Đấy, còn cái mục mời bạn bè này. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhập cái mã giới thiệu. Đấy, nhận thưởng. Ở đây là mình chưa có nhập mã của ai, nếu anh em nào mà tải về thì nhớ ghi cái mã lên là mình nhập cho người đó luôn nhá. Đó, còn đây là cái mã của mình, anh em có thể là nhập vô. Đấy, nhập vô. Đấy, chúng ta cùng chéo qua. Thì mã của mình là D0WZRQ. Đấy, sau khi anh em nhập thì anh em sẽ được là 10.000 nhá. Đấy, thì cái app này là một rep nó được là 10k là anh em. 250 coin tương đương với 10k. Và min rút của nó sẽ là, đây, chúng ta cùng coi lại cái min rút. Min rút của nó sẽ là 50 đô, khá cao đúng không anh em? 25.000 coin đấy. 25.000 coin mà anh em mời một người là được 250 coin. Đồng nghĩa với việc anh em phải đi mời 100 người thì anh em mới đủ được 50 đô. Đấy. Chúng ta coi lại cái phần thưởng đấy, 50 đô này thì anh em phải mời 100 người. Rất là khủng khiếp. Đấy. Đó, thì ở đây nếu anh em ở tuyển được 100 người ấy, thì min rút của Paypal nó sẽ là 100 rep nha, tương đương với 50 đô. Còn nếu mà ở đây anh em rút về ví Momo đi, nghĩa là đa số ai cũng xài Momo hết, thì anh em có thể là thấp hơn, anh em tuyển 50 rep thôi thì anh em sẽ được 500k rút về ví Momo nhá. Đấy, thì ở đây min rút thấp nhất của cái app này sẽ là 500k. Đấy, anh em có thể lấy cái thẻ cào điện thoại này, hoặc là anh em đổi về ví Momo cũng được. Cái đó là rep không nhá. Vậy chúng ta coi còn cách thức nào rút tiền nữa không. Đấy, ở cái bên phần hướng dẫn này này, nếu anh em nào mà xem mình review không hiểu thì trong đây nó cũng đã hướng dẫn anh em nè. Anh em có thể kiếm tiền dựa trên là nhiệm vụ install app, nghe anh em tải app về và làm theo yêu cầu của nó, anh em sẽ được thưởng. Anh em cũng có thể làm nhiệm vụ khảo sát này. Đấy, còn cái phần đổi thưởng nó có hướng dẫn anh em này, thời gian chốt đổi thưởng vào ngày 1 hàng tháng. Chúng tôi sẽ rà soát lại lịch sử hoạt động của tài khoản có hợp lệ hay không. Thời gian chúng tôi thanh toán thưởng thành công cho người dùng là từ ngày 2 cho đến ngày 5 hàng tháng. Đó. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đổi thưởng đã thành công hay chưa tại trang lịch sử hoạt động trong ứng dụng là Lacoin. Phương thức đổi thưởng của nó có thể là qua Paypal, Momo, thẻ cào điện thoại. Đấy, và nó cũng sẽ hướng dẫn kiếm tiền cho anh em nào mới chơi nè. Anh em check in hàng ngày thì sẽ được 6.000 đồng, tương đương với là 150 coin nha anh em. Và anh em thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ app này. Đấy, thì trung bình mỗi ngày bạn có thể thực hiện trên 100 nhiệm vụ và được hơn 5.000 coin đến 15.000 coin mỗi ngày, khoảng từ 200.000 cho đến 600.000. Đấy, nghe là thấy sướng rồi đúng không? Mình chưa biết là nó có scam hay không, nhưng mà theo mình thấy thì nó trả tiền rất là rộng rãi. Đấy, nó trả rất là nhiều. Đấy, min của nó thì cũng khá cao. Hôm nay là ngày 20, vậy là còn hơn 10 ngày nữa thì mình nghĩ là 10 ngày anh em sẽ đủ min 50 đô. Đấy, thì chúng ta cứ chơi thử coi nhá. Đấy, chưa biết nó như thế nào, nhưng mà trước tiên thì min 50 đô không phải là khá cao, tại vì nó kiếm được nhiều anh em. 50 đô thì mình nghĩ là hợp lý. Này, mời một người thì bạn sẽ được 10.000. Đấy, mỗi ngày ít nhất thì cũng sẽ được 200.000 nếu như bạn mời được 20 người. Hệ thống chúng tôi có chương trình bảo mật để phòng gian lận nè. Mỗi chiếc điện thoại chỉ được xài một tài khoản thôi. Đấy, nếu phát hiện gian lận á, thì sẽ khóa tài khoản. Đấy, anh em cẩn thận điều này nhá. Rồi, chúng ta cùng quay lại. Đấy, ở đây nó có super reward gì nữa này. Nghĩa là nó những cái offer á, những cái offer lớn mà anh em sẽ được nhiều. Đấy, đây thì nó chưa có app mới ra, anh em thông cảm về điều đó. Còn AD Crack này, đấy, thì nó có các cái
khảo sát đó anh em. Đấy, anh em có thể làm. Đấy, ở đây làm rồi có thể 600 này. Ồ, cái này thì không phải là khảo sát mà anh em là install app nó và chơi lên level 2. Đấy, thì anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều. Và thông thường những cái khảo sát này làm nó hay bị lỗi lắm anh em. Nên anh em làm cẩn thận. Ok. Cái framework này là cái gì đây? Ok, vẫn chưa có. Do app mới mà. Ta không mong đợi gì nhiều. Đó, bên này nó cũng sẽ có những cái khảo sát tiếp này anh em có thể làm. Ok, chúng ta xuống dưới này coi. Ở đây nó có nhiệm vụ của hệ thống này. Đấy, anh em có thể làm những cái này nó sẽ nhanh hơn. Đấy, complete offer này nó có hướng dẫn anh em này. Thấy chưa? Rất là dễ, nhận ngay 15 coin. Hả? Còn mấy cái nhiệm vụ mà có hình app này anh em phải tải về và làm đúng theo yêu cầu của nó thì nó sẽ trả cho anh em coi. Coin nó trả rất là nhiều luôn anh em. Đấy. Ở bên cái lịch sử hoạt động này sau khi mình hoàn thành cái gì nó sẽ hiển thị lên. Mình tải app nhận được 500 coin nó sẽ hiển thị lên đây thôi. Còn khi mà anh em không thấy nó hiển thị gì, anh em nhấn vào cái nút này nè. Đó, nó sẽ refresh lại. Đấy, nó làm mới lại cái lịch sử của mình. Đó. Cái phần giới thiệu này thì nó nói về cái web này thôi chứ không có gì hết. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm là cái phần mời bạn bè. Đó, ở đây là cái phần mã giới thiệu của bạn. Đấy, bạn copy và nhờ đi chia sẻ cho bạn bè tải về nhập cái mã ở đây thì bạn sẽ được 10.000, 250 coin. Ok, còn một phần quan trọng anh em lưu ý nữa, đó là anh em chọn vào cái mục ba gạch này. Đấy, anh em tìm xuống cho mình, anh em thấy có nhóm Facebook không? Đó, đó là một phần mà mình review cái app này cho anh em biết. Đấy, đầu tiên anh em sẽ chọn cho mình cái nhóm Facebook cũng được, anh em chọn cho mình kiếm 500k mỗi ngày cũng được. Đó, nó sẽ trả qua cái giao diện là fanpage của nó. Đấy, anh em thấy không? Fanpage của nó thì là appon.me. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái sự kiện này, trò chơi là khoe mã giới thiệu của bạn trong LalaCoin. Cho mọi người cùng biết nhé, gì đây? Đó, đầu tiên là anh em phải tải cái app này về. Đó, sau đó anh em vào cái phần mời bạn bè và sao chép mã code của mình. Là sao? Đây, anh em vô đây, vào cái phần giới thiệu. À không phải. Anh em vào cái phần mời bạn bè. Ở dưới này có chữ nhấn để copy, anh em nhấn cho mình. Ok, rồi chúng ta quay lại. Đó, đó là cái bước thứ hai mà nó kêu thấy không? Bước thứ ba là anh em like và theo dõi fanpage này. Anh em nhấn vào app me. Anh em like. Đó. Theo dõi không thì nó cũng chẳng để ý đâu. Bấm like là theo dõi rồi đó nha. Like và share bài viết này. Like và share bài viết này ở chế độ công khai lên trang cá nhân của bạn. Đó, thì mình xuống dưới này. Mình like. Mình bấm. Mình chia sẻ ngay chế độ công khai. Đang đăng. Ok, đã xong. Bấm lại like. Nó bị lỗi á, do mạng á nha, không sao cả. Ok, chúng ta kéo lên coi còn đến bước thứ mấy rồi. Ok, bước thứ 4 xong nhá. Đến bước thứ 5 là bình luận bài viết này với nội dung mã code của bạn cộng tác ba người bạn. Rồi, giờ mình sẽ bắt lại cái code hồi nãy đó. Rồi ok, mình cộng. Cộng đi. Đấy, mình cho khác người khác một tí. Ok, giờ mình tắt bừa đi. Này, mình tắt bừa vài người đi. Đây, ok, ba người nhá, xong. Rồi, chúng ta lên coi cái thời gian nó trao thưởng là bao nhiêu. Đây. Thời gian mà chúng tôi thanh toán thưởng thành công cho người dùng là từ ngày 2 đến ngày 5 hàng tháng. Cái này là anh em dùng anh em rút tiền nhá. Kéo lên. Đây, sau khi bạn hoàn thành xong, bạn sẽ nhận được là 375 coin nha, bằng tương đương với là 15.000 đồng vào tài khoản LalaCoin trong 1 đến 5 ngày tiếp theo. Vì thế là đừng vội xóa share bài viết trên trang cá nhân của bạn. Cái này nó chơi mẹo anh em. Có nghĩa là nếu anh em mà mới hoàn thành xong nó gửi coin cho anh em lên là xóa cái bài share chia sẻ đi. Đấy, thì giống như là nó chẳng được gì cả mà nó còn bị anh em sỏ mũi. Đấy, nó mới khôn. Đấy, giờ càng lúc app nó càng khôn nên nó bắt anh em phải đợi vài ngày cho cái bài của anh em á nó trôi đi. Anh em chia sẻ cho nhiều người coi quá rồi nó trôi đi thì nó mới trả coin cho anh em, lúc đó anh em xóa thì cũng chẳng còn
lúc đó anh em xóa thì cũng muộn rồi. Ok đấy, rồi để chúng ta quay lại app đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều nhiệm vụ anh em, đó, anh em có thể làm nhá, rất là nhiều luôn đấy. Khi anh em đủ rồi thì mình cứ vô phần đổi thưởng thôi. Đây chúng ta bấm vào Paypal là lỗi này đấy, nó kêu mình không đủ coi để đổi thưởng. Khi đủ là mình nghĩ là nó sẽ bắt mình nhập cái Paypal vào thế thôi. Ui, hoặc là gửi cho mình cái gift card cũng được, cảm ơn. Đấy hoặc là anh em có thể tích về đổi về Momo này nhá. Mình không nói là cái app này nó uy tín tại vì nó mới ra và nó chỉ cho đổi là ngày 1 hàng tháng thôi, một hàng tháng, và nó xử lý vào ngày 2 cho đến ngày 5 hàng tháng. App mới ra có mấy ngày mà, nghĩa là chưa có ai rút được, hoặc là người ta rút rồi mà nó cũng chưa có về, tháng sau nó mới xử lý đấy. Đấy, video này chỉ là mang tính chất review đấy, nếu anh em thấy nó khả thi thì anh em cứ chơi nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên là like và subscribe kênh mình nhá.